ban tổ chức của hội nghị thanh đồng đạo quan toàn quốc lần thứ 3 có mặt tại đây. Cho phép thanh đồng Trần Thị Thanh Hải xin được phép giới thiệu ban tổ chức của chúng ta. Trưởng ban tổ chức của hội nghị thanh đồng đạo quan toàn quốc lần thứ 3 là phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tuấn Long. Giáo sư tiến sĩ sinh năm 1946, viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, tổng biên tập và tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển tại thành phố Hà Nội. Đồng trưởng ban tổ chức phụ trách đề án kiêm tổng đạo diễn và nội dung hội thảo khoa học thạc sĩ Thanh Đồng và nghệ nhân Trần Thị Thanh Hải, thủ nhang đền cô chính Thượng Thiên, Hải Phòng. Đồng trưởng ban tổ chức nghệ nhân Thanh Đồng thiếu tá quân đội nhân dân Hoàng Thị Minh Đỗ, thủ nhang đền cô chính Phật tử Trường Chinh, Hà Nội, phụ trách thanh đồng đạo quan và lễ vinh danh A Di Đà Phật. Xin mời bà Đỗ ạ. Bà quay lại để mọi người nhìn thấy dung nhan của bà. Xin phép cho Thanh Hải giới thiệu phó ban tổ chức phụ trách sân khấu hội thảo, nghệ sĩ xuất sắc Nguyễn Văn Luân, nguyên trưởng đoàn chèo thành phố Hải Phòng. Xin mời anh đứng lên ạ. Xin mời anh đứng lên ạ. Và đồng đỗ cho em xin 10 phút nữa. Phó ban tổ chức nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Khắc Tư. Phó ban tổ chức thạc sĩ Thanh Đồng Nguyễn Ngọc Quang, phụ trách âm thanh ánh sáng sự kiện hội thảo. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Quang cũng là đệ đệ của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ạ. Phó ban tổ chức ông Lương Xuân Huy, trưởng ban tuyên truyền tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển. Đại diện hôm nay đại diện cho phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Long từ Hà Nội về đây, xin mời Huy đứng lên ạ để cho mọi người biết. Dạ, đại diện cho Viện Nghiên cứu Văn hóa. Phó ban tổ chức nghệ nhân Thanh Đồng Nguyễn Trần Thị Trung từ tỉnh Bắc Linh ạ. Bà Đồng Trung ạ, xin mọi người cho một tràng vỗ tay. Phó ban tổ chức nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Sinh Đức Thủy, thủ nhang Tiên La Vọng từ Hải Phòng. Phó ban tổ chức ông Đồng Trần Anh Dũng, đại diện cho thành phố Hải Phòng. Chỉ có hôm nay có hai người có mặt thôi ạ, là Thanh Đồng. Phó ban tổ chức nghệ nhân ưu tú Dương Thị Phương Đông, chủ nhiệm câu lạc bộ đạo mẫu tỉnh Hưng Yên. Vâng ạ, bà Đông đứng lên nào cho mọi người nhìn thấy mặt ạ. Phó ban tổ chức nghệ nhân ưu tú Phạm Quang Trang, Hải Phòng. Bà Trang chưa đến ạ. Phó ban tổ chức nghệ nhân Thanh Đồng Lê Thị Lanh, pháp danh Trần Thanh Lợi, thủ nhang Linh Quang Điện, tỉnh Bắc Giang ạ, đang trên đường đến ạ. Phó ban tổ chức nghệ nhân Thanh Đồng Trần Mỹ Lệ, pháp danh Trần Như Ấn, thủ nhang đền Mẫu Thoại, Phúc Xá Vọng Từ, Biên Hòa, Đồng Nai. Xin mời bà Đồng Mỹ Lệ đứng lên cho mọi người biết mặt ạ. Phó ban tổ chức nghệ nhân Thanh Đồng Thân Văn Sinh, pháp danh Trần Minh Đức, thủ nhang Mỏ Hạt, Vọng Từ, Bắc Giang. Phó ban tổ chức nghệ nhân Thanh Đồng Nguyễn Kiều My, pháp danh Diệu Ngọc, thủ nhang Linh Ứng Điện, Bắc Giang. Phó ban tổ chức nghệ nhân Thanh Đồng Phạm Văn Doanh, thủ nhang Tiên Ưng Hiệu, Phúc Điện, Hà Tây, Hà Nội. Xin mời ông Đồng vào ạ. Đúng lúc ạ. Vâng ạ, xin mời ông Đồng vào ạ. Hôm nay nhà ông Đồng có 3 cái tăng cát mà cũng mất thời gian đến đây ạ. Phó ban tổ chức nghệ nhân Thanh Đồng Nguyễn Hữu Tử, thủ nhang đền Bảo Phúc, Bắc Giang. Cầu Từ đang trên đường cùng đoàn Bắc Giang đến đây ạ. Cùng các ủy viên, tổng thư ký, trợ lý chương trình, Miss Trần Huyền Anh, ekip support, Miss Mỹ Anh và team Học viện Ngoại giao, ekip truyền thông, các phóng viên của tạp chí điện tử Văn hóa Phát triển và các cơ quan thông tấn báo chí. Xin giới thiệu ông Đồng Trần Minh Tân ạ. Sòng Sơn Vọng Từ, từ tỉnh Hải Dương. Xin mời ông đứng lên ạ. Xin mời ông đứng lên, ông Đồng đẹp trai nhất của ngày hôm nay ạ. Có sự tác phúc trợ duyên làm đẹp bản đèn bản phủ của Tây Quỳnh, Tây Quế, Phạm Văn Hà và Nguyễn Văn Thuần.
Vâng ạ, chúng ta xin một tràng pháo tay. Và đặc biệt có đoàn Cung văn Thái Bình, Cung văn trưởng Nguyễn Thế Anh. Xin thỉnh bà Đồng, Hoàng Minh Đỗ, Loan Giá Phụng Hành, A Di Đà Phật, chúng ta một tràng pháo tay ạ. Có lệnh truyền ra đức trần triều, có lệnh truyền ra các
các quan thị bộ cùng là chư dinh. Đạo Pháp Nam Thanh hưng binh, Đạo Pháp Nam Thanh đánh tung xẹp bóc tung hoành nghiêm bỏ nơi. Thank you.
Quốc sử ký Việt Nam Trần Thị Lịch Đế Vương kế thế Trị Bình Phổ Thiên Trường tức Bạc Địa Linh Sơn Hà Dùng Tung Trung Linh Phạm Biển Kinh Ngoại Man Si Cung Phục Trung Huệ Đông Mộ Đức Tôn Thân Thượng Minh Quân Lương thần nhất nhất đường ngư thị long vân tao hồi phung Liên phong Hà Thanh Hải Yên Thời phúc sinh xuất hiện Nam Phương Tường Vân Ái Đại Lưu Quang Hoàng Thiên mình nam bằng sáng chân một ni sanh thanh tha hồi cùng đời chân vi mở mang nam hải bức ông đệ tam người dòng dõi kim chi sắp mã chi kỳ mau phen sắp mã chi kỳ đã vô hóa khắc lại đi phạt đời sân thanh tha hồi cùng hoa hải đường hoàng thiên cung cô đệ nhất đức mạng là đất trầm mạnh ngọc diệp danh danh kim chi ngọc diệp danh danh thái sư nhất phẩm quyền hành ai qua thành ra hồi cùng tên gọi đại hoàng vương của đôi tối ninh có tên gọi đại hoàng thông minh trí tuệ vàng tiền thiên hạ nương nhờ cô đô tối ninh thiên hạ nương nhờ xa vào chầu trực phụng thờ khói nhàn thành ra hồi cùng mơ mơ trong giá ngoài cửa bể tờ mờ chiếc thoi cô bé lững lờ ngoài bể đông đôi mắt vương sáng ngời thành anh ra hồi cùng lại lãng xa trông bể đào lại lãng xa trông quyền cầu cửa suốt treo về cửa đông
sinh ra hồ cung. Phùng mạc đế đình tôn khoan ni phùng mạc đế đình gia huynh sát thị trừ đình quan đệ nhất chóc tàng. Kim phụng hoàng thân thờ thánh chư tiên trung vương, hai lăng tân gian từ bi lần lần chúng sinh cùng ta kim đỉnh lễ khai quang thập cờ diệu khai quang chiếu từ trung. Tới cửa vua cha sớ này, tới cửa vua cha phán hỏi ba tòa các quan sớ này ở dưới trần gian quan nam tao có bắt đầu. Thưa ban dành dành phi cho nhị đồ trang sinh. Chư phú chư thi thang linh thọ trường phi cho sung mạnh khang thường. We'll be right back.
xin thượng giới tôn quan giáng thị vầng sắc rộng cứ thế độ dân sắc vua phong thượng đẳng tôi linh thần khắp hòa nước Việt muôn dân đào thành giáo